Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kết Cuộc Sống Úc. Hôm nay các bạn hãy theo chân mình đi xem ở Sydney có gì ăn nhé. Thật là thiếu sót nếu không nhắc đến phở bò Việt Nam. Đây là một món ăn mà rất nhiều người nước ngoài ưa thích. Những quán phở Việt Nam chỉ cần ngon ngon một chút, rẻ rẻ một chút thì rất là đông khách. Người Úc cũng rất chuộng những quán ăn bình dân, chỗ nào rẻ rẻ là biết ngay. Mình đang gọi một tô bò tái viên. Đây là quán phở nằm ở lối ra của khu vực Ga Bondi, một cái khu vực mà người Úc sống rất là đông. Vào quán này thì chỉ toàn thấy người Úc ăn thôi, không thấy người Việt bởi vì khu vực này không có nhiều người Việt. Cho nên mình không thể quay ở quán được. Ở Úc thì quay phim chụp ảnh đều phải xin phép, không được tự ý quay mặt của người khác vào video của mình. Nước dùng ở đây rất là ngon, ngọt và thanh nhẹ. Bò viên thì mềm và giòn. Sợi phở ở đây cũng ngon lắm, mềm mà dai. Bò tái thì đậm đà và mềm. Tô phở này có giá 14 đô, rất là đầy đặn, một người ăn no, thoải mái. Bò Úc rất là mềm và ngọt cho nên là ăn bò tái viên là hợp lý. Phở bò đây ngon lắm các bạn ạ. Ăn phở Úc thì mới đầu ăn thì thấy khó ăn bởi vì là nó hơi cái vị của người Bắc lại hơi vị của người Nam. Nó không có đặc trưng, ví dụ như mình có cái loại phở Nam Định chẳng hạn thì nó có đặc trưng của phở Nam Định, hay phở Hà Nội nó cũng có cái tính đặc trưng riêng. Nhưng mà ăn phở ở bên Úc thì là nó cứ nửa Nam nửa Bắc. Mới đầu ăn thì hơi bực nhưng mà ăn dần ăn quen thì lại thấy nó rất là ngon. Thực tế là tại vì không có sự lựa chọn khác cho nên ăn dần cũng thấy ngon. Mình cũng ít ra ngoài ăn phở lắm. Thường thì muốn ăn phở thì tự nấu ở nhà, bởi vì khi mình nấu ở nhà thì cái vị nó sẽ đúng với mình hơn. Còn khi ra ngoài ăn thì mình sẽ ăn những cái món khác, những cái món của người Tây chẳng hạn, những cái món mà mình không thể nấu được. Đi ăn một hồi một vòng xong rồi quay lại vẫn thấy món của người Việt mình là ngon. Nóng hổi, thơm ngon, đặc biệt là những món có nước xương hầm. Tiếp theo mình sẽ dẫn các bạn qua quán mì hải sản của người Hồng Kông. Trông hấp dẫn chưa? Bao gồm tôm, mực, cá, vẹm, có cả đậu phụ nữa. Các món ăn của người Hồng Kông, món mì cũng như là món phở, một điều đặc biệt đấy là rau. Họ dùng các loại rau cải ăn rất là ngọt. Tô phở của mình thì thường cho hành lá này, rau thơm, rau mùi, quế gì đó. Nhưng còn người Hồng Kông thì cho các loại rau như là bắp cải này, cải thảo này, lá broccoli này, nhiều loại lắm, rồi cải chip. Nước dùng của tô phở này thì không ngon bằng tô phở Việt của mình nhé. Nó không được ngọt bằng. Nước xương của mình thường là linh rất là lâu. Và bây giờ thì mình dẫn các bạn qua quán thịt nướng của người Hàn Quốc. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay có bạn bè đi đông đông cho nên là không có quay được. Mình chỉ quay được cái đoạn chuẩn bị ăn này. Người Hàn Quốc thì họ có một đặc điểm là có rất nhiều cái loại rau, mỗi thứ một chút. Đây là hình ảnh cầu Sydney vào lúc vừa mới tạnh mưa. Ôi, sao bị cháy thế này? Hôm nay đầu bếp làm hơi tệ nha. Đây là món bánh xèo tôm thịt. Người ta không có cái bánh đa nem để cuộn giống của mình. Này, giữa thành phố Sydney mà ăn bốc này, phải xin cái găng tay để ăn bốc cho nó dễ, chứ không hiểu phải ăn kiểu gì. Nếu mà dùng đũa gắp thì nó rơi hết là những cái nhân ở phía trong, nhân giá, nhân thịt, nhân tôm nó rơi hết. Cho nên mình xin một cái bao tay, một cái găng tay. Và bây giờ thì mình bốc thôi. Ở Việt Nam thì mình có cái bánh đa nem, sau đó mình cuộn cả bánh xèo và rau vào. Rất là vừa, rất là hợp lý, ăn ngon lành. Ở đây thì không có cái bánh đa nem đấy. Hôm trước ăn thì bắt đầu mình gắp nhưng mà nó cũng rơi tá nả ra, vì sao ăn không có hết được. Thế là hôm nay mình rút kinh nghiệm, mình xin cái găng tay. Các bạn thấy không, món Việt ở bên Úc thì không thể ngon được bằng món Việt ở Việt Nam. Cái món này người ta dán cái bánh hơi bị dày. Bánh đã dày này còn bị cháy nữa chứ. Mà khi bánh dày như này thì nó ngấm mỡ, ăn rất là nhiều mỡ. Nhưng mà tại vì thèm quá,
Nhiều lúc cũng cứ thèm các cái món ăn ở Việt Nam nó ngon, nhưng mà khi ra quán thì ăn nó không được như ý. Nhưng mà dù sao thì cũng chỉ có vậy thôi, cho nên là vẫn ok. Các bạn thường thấy là những người sống ở nước ngoài khi về Việt Nam được ăn những cái món của Việt Nam thì rất là vui, thích lắm. Nó không chỉ là hương vị quê hương mà thực tế là nó rất là ngon, nó cực kỳ ngon, ngon so với là những cái món được làm ở nước ngoài thì nó ngon hơn rất là nhiều.